Nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi, em Tương Hải Phong, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Phù Cừ đã đạt được nhiều kết quả trong học tập và mới đây đã giành suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng từ nhiều trường đại học quốc tế lớn. Năm học lớp 10, nhận thấy môi trường quốc tế phù hợp với cơ hội để phát triển của bản thân, Phong quyết định tìm hiểu về các trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng sau khi nhận thấy mức học phí vượt quá khả năng chi trả của gia đình, em đặt ra mục tiêu săn học bổng và mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng của trường đại học Fulbright Việt Nam. Tuy nhiên, Phong đã bị trượt học bổng. Vượt lên trên thất bại, Phong đã cố gắng tích lũy kiến thức trong 3 năm học vừa qua. Tháng 4 năm 2023, Phong đã xuất sắc giành được học bổng của các trường đại học VinUni, học bổng President Scholarship 30% của trường đại học Fulbright Việt Nam, học bổng Talent 50% trường Queenburn Việt Nam trị giá 2 tỷ đồng. Em sẽ tích cực học tập và rèn luyện ở trên lớp cũng như là ở nhà, dày công ôn luyện để có thể một tinh thần và một tâm thế thoải mái nhất cho kỳ thi, làm sao mà có thể đạt kết quả cao nhất và nối gót theo truyền thống hiếu học của nhà trường. Ngày hôm nay thì các em tự hào về nhà trường và ngày mai thì nhà trường sẽ tự hào về các em. Bạn Dương Hải Phong thì là một bạn học khá là tốt các môn và bạn cũng hòa đồng với các bạn trong lớp, năng nổ tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Khả năng tiếng Anh của bạn ấy cũng ở mức tốt nên là kèm thêm các bạn tiếng Anh trong lớp cũng đạt hiệu quả. Để có được kết quả này, ngoài bản thân nỗ lực, ý chí của Phong, còn có sự quan tâm, định hướng của các thầy cô, trường Trung học phổ thông Phù Cừ. Không chỉ chú trọng trong việc giảng dạy kiến thức trên lớp, mà còn lắng nghe chia sẻ nguyện vọng của các học sinh. Từ đó có những định hướng đúng đắn nhất cho các em.